Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Dogili Pet Shop. Thì hôm nay Diễm sẽ giới thiệu đến các bạn về giống chó Golden. Golden là giống chó được nhiều người nuôi vì chúng có giá thành khá là hợp lý và không đắt đỏ như những dòng chó cảnh khác, nhưng lại cực kỳ thông minh, trung thành và dễ nuôi. Thì trong video hôm nay, hãy cùng Diễm tìm hiểu về giống chó Golden này nha. Chó Golden Retriever, Golden Flycott, chó lông vàng, là giống chó có nguồn gốc từ Scotland, Anh. Giống chó Golden Retriever thuần chủng có bộ lông vàng dài, thông minh tuyệt đỉnh, là sự lựa chọn lý tưởng làm thú cưng trong mỗi gia đình. Trong nhiều năm qua, chó Golden là giống chó được nuôi phổ biến thứ hai tại Hoa Kỳ, du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm gần đây. Golden nhanh chóng trở thành một trong những giống chó được ưa chuộng nhất. Trong video clip này, chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá chó Golden mới nhất năm 2022 để các bạn cùng tham khảo nhé. Hãy liên hệ ngay tới Dogili Pet Shop để mua cho mình một chú chó Golden thần chủng với mức giá hợp lý bạn nhé. 4. Lý do bạn nên nuôi chó Golden. Giống chó thân thiện, dễ thương. Chó Golden Retriever có một tổng thể ngoại hình vô cùng cân đối. Sự kết hợp giữa các phần của cơ thể cùng đôi tay cụp, bộ lông vàng và chiếu đuôi không bao giờ cong khiến nhiều người lần đầu tiếp xúc cực kỳ có thiện cảm với giống chó này. Nếu được huấn luyện tốt từ bé, chó Golden sẽ là một người bạn tuyệt vời với mọi thành viên trong gia đình bạn, đặc biệt là trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Ngoài ra, Golden còn hòa nhã với các thú cưng khác có mặt trong nhà bạn, kể cả đó có là một giống chó khác. Thông minh, dễ huấn luyện, chó Golden Retriever đứng trong top 4 giống chó thông minh nhất thế giới theo bảng xếp hạng của giáo sư Stanley Curran, trường đại học British Columbia. Trong top 4 nghĩa là Golden có thể thực hiện mệnh lệnh chỉ sau 5 lần lặp lại. Quả là Golden mặt không đần tí nào phải không? Rất khôn cộng với khả năng đánh hơi, nhớ đường tuyệt vời. Chó Golden ngày nay thường được huấn luyện làm cảnh khuyển hay hỗ trợ người già, người tàn tật trong vai trò một chú chó đồng hành, trung thành, quấn chủ. Golden là những con chó thân thiện và rất trung thành với chủ. Giống chó này luôn cố gắng và biết cách làm hài lòng chủ nhân. Chúng là người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống của bạn. Không ít những video trên YouTube trong và ngoài nước ghi lại những khoảnh khắc của chó Golden cảnh chủ. Rất nhiều những câu chuyện cảm động về lòng trung thành của giống chó này với chủ nhân của mình được chia sẻ rộng rãi. Bộ lông vàng tuyệt đẹp. Golden sở hữu bộ lông dày hai lớp. Lớp bên ngoài dài và mềm mượt với hai màu vàng và kem trắng có tác dụng bảo vệ chống thấm nước. Lớp lông ngắn bên trong của giống chó Golden màu đen nhạt, tơ mịn, có tác dụng giữ ấm cho cơ thể trong thời tiết lạnh giá ở châu Âu và Bắc Mỹ. Với ngoại hình khỏe khoắn, đôi tay cụp và bộ lông vàng ống ả, Golden Retriever dễ dàng đốm tim bạn ngay lần đầu gặp mặt. Giá chó Golden Retriever thân chủng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như ngoại hình, nguồn gốc, gia phả, màu sắc và giới tính. Chó Golden sinh sản tại Việt Nam không giấy tờ, có màu vàng kem, con đực thì trên 14 triệu đồng, con cái thì trên 15 triệu đồng. Golden có màu vàng đậm, con đực thì trên 16 triệu đồng, con cái thì trên 17 triệu đồng. Chó Golden sinh sản tại Việt Nam có giấy VKA, có màu vàng kem, con đực và con cái trên 28 triệu, màu vàng đậm thì trên 30 triệu. Chó Golden nhập khẩu tại Thái Lan, con đực và con cái đều có giá trên 80 triệu đồng. Chó Golden nhập khẩu từ châu Âu, con đực và con cái đều có giá trên 4.500 USD. Lưu ý, giá chó Golden trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán cụ thể cho từng bé Golden phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như đã đề cập ở trên. Khách hàng có nhu cầu mua chó Golden xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được cung cấp thông tin, hình ảnh và giá bán chi tiết. Dogili Pet Shop là thương hiệu thú cưng trực thuộc quản lý của công ty cổ phần Dogili Việt Nam, đơn vị xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh khép kín đầu tiên ở thị trường nước ta, từ trang trại nhập khẩu, nhân giống đến hệ thống cửa hàng buôn bán thú cưng tại Hà Nội, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dogili đảm bảo chó Golden con thuần chủng, toàn bộ chó con bán ra từ trang trại, hệ thống cửa hàng của Dogili Pet Shop đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hỗ trợ tư vấn chăm sóc trọn đời. Dogili Pet Shop sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình nuôi chó Golden. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì trong quá trình chăm sóc nuôi dạy giống chó này, khách hàng có thể liên hệ đến cửa hàng chúng tôi để được sự hướng dẫn tận tình từ các nhân viên. Các bạn có thể mua online qua Zalo, Facebook, Instagram hoặc ghé các cửa hàng Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 chi nhánh tại các quận 606-121 đường 3 tháng 2 phường 14 quận 10, 391 Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình, 171 Quang Trung phường 10 quận Gò Vấp, 5/17 đường 64 phường Thảo Điền quận 2. Tại Hà Nội các bạn có thể ghé 81-95 Nghi Tàm phường Yên Phụ quận Tây Hồ. Tại Đà Lạt các bạn có thể ghé tại 108 Lý Nam Đế phường 8 thành phố Đà Lạt. Ngoài ra nếu các bạn muốn tham quan các bé mèo, các bé cún đáng yêu tại nhà Dogili có thể ghé trang trại Pet Farm tại 125 quốc lộ 20 tổ Lâm Văn Thạnh phường 11 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng để check in nha. Nếu như bạn muốn mua một chú chó Golden thuần chủng thì hãy ghé ngay Dogili Pet Shop nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về video của Dogili Pet Shop. Bye bye.